Con châu chấu này đang đẹp quá. Chỉ có Phúc Hưng mới biết đang đẹp như vậy thôi. Phúc Hưng! 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 Làm gì? Cái tình bách dịch này còn chạy hả? Tại sao bán gà huy cho chúng tôi? Tôi không cho ông đi đâu, ông phải đền tiền lại. Mày dám đánh tao? Sao không dám? Tại sao không dám chứ? Đợi lấy tiền đi. Cho mày biết, tao không để tiền đâu à? Đợi tiền đi. Buông ra đi. Phùng. Không thể nào đâu. Phụng. Không thể nào. Mẹ à, làm gì vậy chứ? Mẹ à, là cái gì vậy? Không thể nào. Phụng à, ta để về rồi. Không thể nào. Đã quên ta dạy bà bản nhạc này sao? Ta đã trở về rồi Phụng. Phụng à, ta về rồi nè. Ta đã chờ được người rồi. Người đã trở về rồi. Thì đã trở về.
Hùng à, đã khiến cho bà chịu khổ bấy nhiêu năm, thiệt là xin lỗi bà. Phúc Hưng, ông về tới thì thiệt hay quá. Bấy lâu nay sao ông không tìm lại chúng tôi? Bộ tưởng là ta không muốn sao? Có biết mẹ đi với ông chị mới vui khổ không? Nếu không phải là ông, mẹ đâu đến nông nỗi này. Cho dù ông không về được, tại sao lại biệt tâm biệt tích? Năm xưa tuy là ta may mắn tẩu thoát, nhưng đã bị thủ hạ của Cổ Thế Long đánh đập gần chết, rốt cuộc bị bán đi Nam Dương chịu mỗi đau khổ. Tuy là may mắn tẩu thoát, nhưng đã bị người ta bắt đi lính, sống cuộc sống không bằng con thú. Phú Hưng, ông cũng chịu nhiều khổ cực đó. May là ông trời có mắt, ta gặp được quý nhân ở trong quân đội, rốt cuộc đã có thể trở mình. Phùng à, lần này ta trở về đây là kiếm Cổ Thái Long trả thù. Phú Hưng à, đừng nha, ông chủ thì là không tẩy chúng tôi đâu. Ông có biết không, nếu không phải là nghĩa phụ lên tiếng thì mẹ đã bị dìm chết rồi. Bao nhiêu năm nay nghĩa phụ cho chúng tôi ăn cơm, cho chúng tôi chỗ ở, mà ông còn đòi trả thù. Mày đang nói cái gì đây? Ai đã phân ra cha mẹ của mày? Ai đã bắt phải dìm lòng heo ép bà bị điên? Đều là Cổ Thế Long. Ân quán giữa tao và hắn vĩnh viễn không xóa đi. Xin đừng nha. Cha, cha về đây không phải để đoàn tụ với con và mẹ. Lấy quán trả quán chừng nào mới dứt, đừng có trả thù nữa. Đừng nha Phúc Hưng, đừng có trả thù nữa. Phùng à, tôi và Cổ Thế Long không có chung đường. Tôi nhất định bắt hắn nhà tan cửa nát, thân bại danh liệt. Cha chỉ biết có trả thù thôi, có nghĩ tới con và mẹ hay không vậy? Còn kêu hắn là nghĩa phụ, đừng có gọi ta là cha nữa. Nói cho con biết, nếu như còn kêu cha là cha thì phải giúp cha đối phó Cổ Thế Long. Không được, con quyết không thể làm như vậy. Được, nếu như mày ham đồ phú quý như vậy, từ nay đừng có kêu tao là cha nữa. Tao coi như không có thằng con bất hiếu này. Phụng à, để ta trả thù xong rồi thì ta trở về kiếm bà. Đừng, đừng nha Phúc Hưng. Ông Phúc Hưng, ông đừng có đi nha. Tôi cũng đoán biết là tới kho gạo cũng kiếm không ra người. Tôi cho anh biết, tôi làm ở kho gạo bấy lâu, chưa bao giờ mua vô một hộp gạo bị hư. Nhưng mà hai người đã trả giá gấp 3 lần để mua vô gạo độc này. Hả? Tôi đã nói là đương gia không phải dễ làm đâu, chỉ quyết định một cái là có thể làm sụp xưởng rượu mà. Bây giờ mới gạo độc này làm sao xử lý đi? Hai người cũng đâu có biết người ta giở trò. Đúng rồi, rõ ràng là bị bợm mà. Nhưng mà cái người này là do thằng Thuần kiếm về, dù sao hắn cũng bị tình nghi. Quyết định mua gạo là do tôi, không có mới tên Thuần. Có gánh gì thì để tôi gánh. Vậy được rồi. Bây giờ cả xưởng rượu bị hết gạo mà phải đình công. Mày là kẻ gây ra họa này, chuyện nghiêm trọng như vậy thì là có trút trách nhiệm đó nha. Được, là tôi thất sách, tôi không làm đương gia nữa. Lần này Tuần Phong với anh Thuần cũng là vì sơ ý thôi, không nên phải bắt họ gánh trách nhiệm này. Họ đã không có chịu làm rồi thì không có nên miễn cưỡng họ mà. Quế Sơn, cháu đã trở về rồi thì cái chức đương gia này sớm muộn là cháu làm mà. Cho dù để cho cháu làm đương gia thì cũng khó tránh xảy ra những chuyện như vậy mà. Bây giờ xưởng rượu đang có nhiều vấn đề phải giải quyết thì càng không nên đổi đương gia trong lúc này. Quế Sơn nói rất đúng, bây giờ quan trọng nhất là phải nghĩ cách giải quyết mớ gạo độc này. Có là đương gia mà, bây giờ làm sao? Mớ gạo độc này tính sao đây? Tại sao không hỏi tôi? Rượu có thể cứu, gạo cũng có thể cứu mà. Chúng ta có thể đem rửa sạch hết, hấp xong rồi rửa cho hết độc. Tôi nói vậy có đúng hay không cụ? Cho dù thì có thể rửa đi hết độc, nhưng mà gạo đã hết mùi. Nếu như trộn vào gạo mới, có phải được tốt hơn không? Cô Út thì là tâm đồng ý hợp với tôi định nói vậy đó. Có được không vậy?
vô dụng thôi. Nếu như gạo vô quá nhiều thì đụng nấu ra sẽ hết mùi thơm. Biết đâu là được. Hay là mình cứ thử đi nha. Phải. Không cần thử nữa. Ông chủ. Chưa dùng phương pháp này được. Nhưng mà lỡ có bề gì thì thanh danh của cửu phố hương của mình sẽ bị hủy đi. Thưa cha, bây giờ hết gạo rồi, làm sao mà nấu rượu? Miễn là rượu của cửu phố hương, quyết không thể uống vào hại người. Đây là tôn chỉ nấu rượu của chúng ta. Mà lên đi. Hình như là thổi rượu nó có chuyện á. Bây giờ trồng gạo nó lại như vậy đó. Mà lên. Chứ có lẽ thấy rẻ không hả? Đúng rồi. Các vị, lần này cửu phố hương đã mua vô nhà một số gạo đồng để tránh bị lọt ra ngoài gây hại tới bà con. Cho nên hôm nay phải đốt một cách công khai để mà tránh thị thính. Thật ra chuyện này không phải lỗi của anh. Ta đừng có để trong lòng. Tôi biết lần này có người cố tình giả họa. Anh nói là có người họ Cao đó hả? Biết là từ đây phải cẩn thận. Chúng ta phải đề cao cảnh giác. Người họ Cao kia thật ra là ai đi? Tại sao lại cứ muốn hại cụ Phú Hương? Tôi xin lỗi, lần này là con sơ ý. Đánh thắng dễ đỡ, đánh lén khó phòng. Từ nay phải hết sức cẩn thận. Nhưng mà mua nhầm gạo độc là lỗi nhỏ thôi, nhưng mà nấu ra rượu độc thì là lỗi lầm lớn, không thể tha thứ được. Đã tới rồi à, xin mời ngồi. Thật ra đã nói với anh rồi, thằng Tuần khó tính lắm mà. Dù sao thì nó cũng đứng ở bên của Thế Long. Cái thằng đó nhận vật làm cha không nghĩ thân tình. Ta coi như không có thằng con này. Các người yên lòng đi, chúng ta đi chung một chiếc xuồng. Ta quyết không vì thằng Tuần mà ảnh hưởng tới chuyện hợp tác của chúng ta. Được, nếu mà chúng ta hợp tác suôn sẻ như vậy, vậy thì phải tiến hành bước thứ hai đi. Nè Trấn Anh, còn phải lấy lòng tín nhiệm của Quế Sơn. Hả? Đưa nó lên để Thế Thuận Phong làm chức đương gia. Yên tâm đi, tôi đã nghĩ ra được cách rồi. Nè còn chú nữa nha, phải bớt nói chuyện với em gái đi. Vì dù sao đi nữa nó cũng hướng về bên Thế Long đó. Đừng sanh thêm chuyện, đừng có gây phiền phức nữa. Tôi hiểu, nhưng mà biểu đối phó với Thuận Phong thì còn được. Nhưng nếu bắt nó đối phó với Thế Long, nó nhất định không chịu đâu. Nè nếu mà chú đứng ở bên của chúng tôi, điều lợi thì nhất định sẽ nhiều hơn hôm xưa. Tôi có thể bảo đảm, chỉ cần chúng ta có thể kéo Thế Long xuống, nhất định sẽ được lời thôi. Được. Vì cổ Thế Long thần bại danh liệt, cạn ly. Được, cạn ly. Cảm ơn nhiều. Cậu Út à, cháu nghĩ thì phải kiếm thêm mấy chỗ ráng kiếm gạo về xưởng rượu mới được. Gần đây ta bắt được một tin là có người tới đây thâu gạo. Ta nghĩ chắc là hắn tồn trữ nhiều gạo dữ lắm. Hay mình kiếm hắn bàn thử đi. Có chuyện này sao? Nhưng mà ta nghe nói hắn không phải là thứ hiền. Nếu như làm giao dịch với hắn thì phải cẩn thận một chút. Hết cách rồi. Để giải quyết vấn đề của xưởng rượu thì đành phải tiễn một phen thôi. Lần này thì là cảm ơn bác hai đã chịu lấy tiền ra giúp đỡ. Anh đừng có nói vậy mà, mình đều là người của nhà họ Cổ, xứng được có chuyện gì thì là trách nhiệm của mọi người. Chúng ta đều biết cha của tụi mình đều trong mặt mũi. Nếu cha của em công khai ra tay thì chú bà nhất định là không tiếp nhận. Hy vọng họ có thể vì chuyện này mà giúp bỏ đi ăn quán xưa kia. Như vậy từ nay thì phải nhờ cháu đó nhờ. Họ tới rồi kìa. Ông chủ các người đâu? Muốn đi gặp ông chủ của chúng tôi à? Bịt mắt lại đi. Vì đây nhất định là Hồng Gia rồi. Cậu là cậu Quế Xanh của sứ đồ chúng tôi. Ồ,
Đại công tử hả? Nghe nói là cậu cần mớ gạo này gấp gì lắm ha? Đúng vậy. Chỉ là tôi thấy giá cả quá cao đi, không biết là Hồng Gia có thể bàn thảo hay không. Lâu nay không có ai dám mặc cả với tôi đâu. Nếu là như vậy, xin thứ lỗi hôm nay chúng tôi đã quấy rầy. Mình đi nha. Đại công tử, chắc cậu vẫn chưa biết tôi là ai. Tôi tin rằng Hồng Gia cũng là trọng đạo nghĩa, không làm ra những chuyện bậy bạ như vậy đâu. Thì phải, chúng ta chỉ là kiếm tiền thôi, đâu phải là kiếm chuyện. Chúng tôi chỉ muốn mua gạo thôi. Và coi Hồng Gia có chịu kết bạn với chúng tôi hay không. Thiệt là gan dạ. Tôi lâu nay là một kẻ trọng anh hùng. Được, chuyến gạo lần này tôi bớt 20% cho các người, nhưng mà phải một tay giao hàng, một tay giao tiền. Ê, chuyện gì sao dạo này ủ rũ quá vậy? Có gạo kìa. Nhà tay lên nha, nhà tay. Tìm gạo dưới kho đi. Dạ được. Hay quá. Quế Xanh, cậu tìm đến mua được gạo gì? Lần này toàn là nhà Quế Xanh mới mua được mớ gạo này về. Thì là hay quá, vậy mình có thể làm việc rồi. Đúng, anh Quế Xanh, xứ rượu từ nay phải nhờ anh đó. Đừng nói nhiều, mau vô gạo đi. Dạ được. Lần này cũng may là có anh. Có tôi ở đây đừng có lo. Quế Xanh, cậu cũng mệt rồi, hay để đương gia đưa cậu về nghỉ chút đi. Phải rồi, chuyện ở đây giao chúng tôi được rồi. Đương gia, để tôi đưa anh về. Như vậy tôi về trước nha. Cậu Quế Xanh, cậu đã mệt lắm rồi, để tôi rửa chân cho cậu. Tôi đi trước nha. Tư tệ không cần đâu, để cho tôi. Để tôi rót trà cho cậu. Không cần đâu, tôi không muốn làm khó cô. Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của đương gia thôi, đâu có gì khó khăn. Thân phận của cô là đương gia, đâu có cần làm việc này. Không lẽ chúng ta chỉ có quan hệ này hay sao? Phải, làm đương gia thì có nhiều việc phải làm. Được rồi, có tư tệ hầu hạ ta được rồi. Vậy cậu hãy nghỉ ngơi sớm. Tại sao vậy? Tại sao cô lạnh nhạt với ta quá vậy? Cô không có hề coi mình là mợ hai. Cô uống ly trà đã. Không lẽ ta đáng ghét như vậy sao? Tất cả những việc ta làm đều uổng công phí sức hay sao? Dù ta cực khổ cách mấy, ta cũng kiếm tiền trả cho ngươi, yên tâm đi. Ta không phải giả dối đâu. Đừng vậy mà, ta đâu có hối cô trả tiền. Cô như vậy ta thiệt thấy buồn đó. Được rồi, để ta buông tay đi. Được rồi, đây. Để ta giúp cho cô. Để ta được mà. Để đâu nói đi, ta giúp cho. Cô nói đi. Để ta được rồi. Để ta giúp cho mà. Ây da, tao đã nói bao nhiêu lần rồi, mày sáp cho con lùng này là mày tội mạng đó. Không phải đâu. Phải đó, ta là con nhìn độc, đừng có sáp vô nhà, nếu không ngươi sẽ bị độc chết. Đừng có như vậy mà sư phụ à. Ông giúp cô Út thì được, nhưng tại sao tôi giúp ý Hồng không được chứ hả?
Cô Út đang ở đây. Nè, ý không à? Để tôi giúp cô, sắp bén lắm đó. Coi chừng cắt trúng tay đó. Ngươi nghe lời sư phụ của ngươi đi. Đừng có như vậy mà. Ta chưa có hề giận cô. Cô thật thà với ta, ta đã mừng lắm rồi đó. Nè nè nè, cô làm không có quen đâu, ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi. Đi đường vất vả quá mà, để ta làm cho nghe. Ôi, thiệt tình mà, mồ hôi mồ hoám đầy mình. Ê, ê, ê dạ, nè, à. Bánh rượu đem ra phơi đó, đừng có phá đám nha. Ê, dạ, mấy cái việc nặng nhọc này cô đừng có làm. Để cho cái đám người làm đi, họ có lương mà. Đừng có phiền quá được không, tới đâu thì tới đó. Ê, dạ, tôi hả, một lòng một dạ đối với cô. Nếu tôi có gì không tốt cứ nói đi, tôi sẽ sửa đổi. Tôi già cho mà mê gái lắm. Được mà, coi người da mặt dày, không trọc mặt mũi lại đáng ghét. Tôi lặp lại một lần với ông, tôi không có yêu thích ông, biết chưa? Tôi cũng lặp lại một lần với cô, tôi nhất định sẽ khiến cho cô yêu tôi. À nè, Út, Út, Út à, Út, Út, ây da, ây da, ây da. Sớm muộn gì, sẽ có một ngày cô sẽ cảm động, tôi sẽ đập tan cái cục đá này. Ây da, trời, 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 ây da, trời ơi. Cậu hai nhà ta đang ngắm phong cảnh, không muốn người khác quấy rầy. Tốt hơn đi con đường khác đi. Nè, ta kêu đi mà tại sao không đi? Đường này đâu phải của các người, biểu tôi đi là tôi phải đi. Ồ, còn lăng nhăng lẽ nhảy hả? Biểu đi thì đi mau đi. Thác đổ trên cao, núi xa nước ấm. Các người ồn vậy, làm cho tôi mất hứng đó. Cậu đại ca. Cậu đại ca. Quỳ, bắt lại. Cậu đại ca. Thái cô ra. Cô hai, tại hạ Hậu Trương, chắc cô đã nhận làm người rồi. Thì xin lỗi, anh thiệt giống một người bạn trai của tôi, cho nên tôi mới nhận làm người thôi. Thì ra là người giống người. Nhưng dù sao, chúng ta cũng mới duyên gặp mặt. Nếu như cô không ngại, hay là mời cô ngồi uống ly rượu. Mời. Qua đây. Mời. Trương Liên Ngọc Lộ, Ánh Hụ Phách. Chung này phải đựng rượu. Phấn rượu ngon, bồ đào ly dạ. Quan trọng phải là ly phỉ thúy. Ly hoa thiểu ứng tràn nguyên hồng. Thì dùng cổ sành bắc tống là tốt nhất. Nam tống thì cũng có thể miễn cưỡng. Không ngờ cô cũng rành về rượu, thiệt thật kính. Khâm phục, khâm phục. Ông uống rượu ngon, lại biết dùng những loại ly khác nhau, chứng tỏ ông cũng là nhà nghề. Đời người khó kiếm một tri kỷ. Cô hay, ta mời cô một ly. Đây là cổ tỉnh đặc khách của Gia Sơn. Khi ngắm cảnh núi, tốt nhất là uống rượu này. Nhưng mà nếu như ngắm cảnh hồ với thác nước, thì nên uống Bách Triệu Minh của Sơn Hà. Uống rượu thì phải coi tình huống. Không lẽ rượu phấn lại không thể uống mừng hay sao? Không phải là không được. Nhưng với tình huống không đẹp bây giờ như là ông, uống cổ tỉnh đặc khúc thì cũng không phải không được. Sao cô lại nói là ta không được vui? Đặc tính của loại rượu này là vị cam mà đắng cay. Ngồi trước cảnh sắc đẹp như vậy, một là ông thiệt vui, nếu không là ông nhất định có nhiều tâm sự. Tôi thấy hôm nay ông tới ngắm phong cảnh dẫn theo bao nhiêu người, lại không cho ai quấy rầy. Tôi nghĩ nhất định là có tâm sự. Cô quả nhiên là người sáng suốt. Người ta thường nói, nghe tiếng hát thì biết được ý. Không ngờ cô chỉ nhìn rượu, lại có thể đoán ra tâm ý của tôi. Làm người tốt nhất coi nhẹ mọi việc một chút. Hôm nay được gặp tôi, tặng cho ông 4 chữ.
Hiếu tử xem hát. Cô hay. Có duyên sẽ gặp lại. Hiếu tử xem hát. Thiếu soái, ông về biết Cổ Dao hay sao? Cổ tên là Cổ Dao. Đúng vậy, là em gái của Cổ Thế Long cũ Phố Hương. Ở đây ai cũng gọi Cổ là Cô Út. Thì ra là người của cũ Phố Hương. Thật là lạ. Ê nè, Cổ chưa lấy chồng hả? Đã quyết định độc thân rồi. Thiếu soái à, cái người này rất là xấu tánh, thì khó chung đụng lắm. Vậy sao? Ngược lại tôi thấy Cổ khác với người thường thì đúng hơn. Thiếu soái, việc lớn của mình đã được thành công phần nửa rồi. Nghe rượu miền Nam đại đa số đã quy thuận mình, bây giờ chỉ còn thiếu có cũ Phố Hương thôi, nhưng không bao lâu nữa cũng sẽ lọt vào trọng tài của mình. Cao Phó Quang, ta nghe người ta nói ông có quyên duyên với cũ Phố Hương. Ông sốt sắng đối phó với cũ Phố Hương là vì công hay vì tư? Thật ra là vì cái gì? Thiếu soái yên lòng đi, cho dù là vì công vì tư thì ta cũng giúp cho thiếu soái hoàn tất cái chuyện này. Được vậy thì tốt. Đúng rồi, tôi muốn gặp mặt người của cũ Phú Hương. Xếp đặt giùm tôi đi. Vậy sẽ làm loạn kế hoạch của mình đó. Cũng tốt, trước sau gì thì chúng ta cũng đi gặp mặt họ mà. Cậu hai, cậu hai. Cô Tư. Quý sinh, chuyện gì? Dạ không, cho thấy xong nghề cô Tư bên ngoài trở về hình như là tâm thần quảng hốt. Có phải là Kim sư phụ quấy rầy tới cô không? Hay để cháu đi bàn thảo với ổng? Nói với ổng có ích gì? Thứ dân này độc hành độc đoán, hắn không có nghe đâu. Giả lại, ổng không có gì chỉ là hơi phiền thôi, tuấn phó nổi mà. Sao đi? Cháu tới đại học làm bánh rượu, thế nào? Có quen không? Thì ra nấu rượu thì là có nhiều công phu quá, cháu nghĩ phải học rất lâu đó. Từ từ đi, hôm xưa Thuận Phong cũng vậy thôi, cô không biết gì mà. Nhưng bây giờ đã rành nghề rồi. Chuyện gì? Đâu có gì, cháu thu dọn thuốc bắc cho cô nha. Ông chủ. Tâm ca. Thưa cha. Bỏ mặt ta được rồi, bà tới đây để coi mà thôi. Cũng khá lắm, cả công nhân đều sốt sắng cần cù. Thật ra chuyến rượu này toàn là nhờ Quế Sanh kiếm được đem về thôi. Tam ca cũng nên yên lòng cho nó thêm cơ hội làm việc ở những bộ môn khác nhau. Anh cũng biết Quế Sanh làm được khá lắm, nhưng mà anh cứ thấy là chuyện lần này thì quá dễ dàng đi. Anh yên lòng đi, chuyến rượu này mỗi một trình tự em đều theo sát lắm, không thành vấn đề. Bây giờ gạo chỉ đủ dùng trong một tháng, tháng sau lại phải đi kiếm gạo. Chúng ta nhất định phải nghĩ một cách lâu dài mới được. Thưa cha, hãy để con đi kiếm Hồng Gia bàn thảo nữa nha. Lão gia, trưởng làng có đường cái thiệp tới, nói là con nhà buôn gạo muốn kiếm ông bằng việc làm ăn đó. Trưởng làng à, thật ra nhà buôn gạo này là người gì vậy? Ông chủ cổ, nhà buôn gạo này là nhà buôn lớn nhất ở Hồ Nam đó. Lần này hắn tới, nói là muốn làm náo nhiệt cái làng của mình, muốn hợp tác với người, để một lát người sẽ biết mà. Nè, uống rượu đi, uống rượu, mời. Ê, tới rồi, mời ngồi. Hồng Giá. Là Cao Phước Hưng hả? Hồng Gia là ta, kẻ bán gạo độc cho thằng Thuần cũng là ta. Tại sao ông muốn hại cử Phố Hưng? Thật ra ông là gì? Ta là ai hả? Người có thể từ từ hỏi cha của người. Thì ra tất cả mọi việc đều do ngươi an bài. Lần này ngươi trở về cố tình kiếm ta hả? Có phải đã làm chuyện bậy, sợ ta kiếm người thanh toán hay sao? Cao Phước Hưng, thật ra ngươi muốn gì đây? Bàn chuyện làm ăn, gạo mà các người muốn lấy thì ta có. Sau khi nấu ra rượu thì trực tiếp giao cho ta. Chừng đó chỉ thề 8-2, ta 8, các người 2. Như vậy thì có khác gì mua lại cửa Phú Hương? Xưởng rượu của người, sau khi bán rượu cổ cốc trong chỗ quách thì đã không xong rồi. Hơn nữa gần đây là kéo về một đám dân tị nạn, khiến cho bị cháy nhà, gạo cũng bị hết luôn, vốn không nấu ra được rượu.
Hơn nữa cái vụ nấu rượu mới lại không được thành công. Bây giờ hoàn cảnh xưởng rượu trong cảnh nước rút tay chân rồi. Tại sao ông lại rành về hoàn cảnh của xưởng rượu vậy? Gia làm ăn thì phải tri kỷ tri bỉ. Ta chỉ muốn nói cho các người biết, không hợp tác với ta thì chỉ có đường chết mà thôi. Cao Phước Hưng, ngươi không có cần giở trò đâu. Ta quyết không hợp tác với ngươi. Huống chi ta vốn không tình người có thể một tay lộng hành. Quyết sinh, chúng ta đi. Ông chủ cổ có thể từ từ bàn thảo lại mà. Được rồi. Chịu xoáy. Cầu Trấn. Cầu Lệ Cá. Tôi là Trương Tử Sơn. Đây là cửu công tử của đốc quân Hồ Nam. Lần này cậu tới đây là muốn đoàn kết lại các ngành nghề của miền Nam lại với nhau, làm tốt kinh tế để đối phó với quân phiệt miền Bắc. Ông chủ cổ, người cáo phó hoàng nói ông là người kiều sở của nghề rượu, chỉ cần được sự hợp tác của ông sẽ làm cho những người khác không thành vấn đề. Tôi chỉ là người làm ăn, chỉ biết nấu rượu chứ không biết kết giao, nhất là với những người làm quan. Huống hồ chi làm kinh tế là một việc to lớn, ta càng không hiểu. Thiếu soái, ta có nói rồi mà, ông chủ cổ là người dám nói dám làm, không có nể mặt của ai đâu. Tôi kêu đi thâu gạo thâu hết chưa? Gạo của Tứ Hưng Bán Nguyệt ở lần cận hết thảy 12 kho 6 chuyến tàu đã gom đủ hết rồi. Ông chủ cổ, ông nghe rồi chứ? Bây giờ tất cả gạo đều trong tay của tôi. Xưởng rượu của ông vốn không có gạo dùng mà. Tôi là một quân nhân, bắt tôi phải lo kinh tế, lo làm ăn. Thật ra tôi không hiểu gì hết, cho nên tôi rất mong có một người như ông chủ cổ giúp tôi một tay. Tuy là chúng ta chia 8-2, ông bị thiệt thòi nhiều lắm, nhưng mà nếu không có gạo thì làm sao nấu rượu, không có rượu thì làm sao có xưởng rượu. Bây giờ tôi đã bảo tồn xưởng rượu cho ông rồi, ông giúp tôi đoàn kết những người khác, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, một công hai việc. Cảm ơn ý đẹp của các hạ, nhưng mà ta tin rằng ngày nào cửa phố Hương còn có ta sẽ không có bị sụp đổ. Thưa cha, tôi là người giống người đó. Trương thiếu soái về rồi thì là giống cầu đại ca. Nhưng mà con về nhà đừng có nhắc tới cô Tư, đừng để cô nhớ tới cầu chân rồi không vui. Cao Phúc Hương đó, hôm xưa là cha quen biết với hắn mà, như vậy tại sao chăm chút xưởng rượu hoài vậy? Hắn là cha ruột của thằng Thuần đó. Thiếu soái, giờ rồi thả họ đi dễ dàng như vậy, coi chừng thả cọp về rừng đó. Tôi không muốn người ta nói ỷ thế hiếp người, đó chỉ là xưởng rượu nho nhỏ, tôi đủ sức đối phó với nó. Dạ. Nghĩa phụ, cha kiếm con hả? Cha của con đã trở về. Con đã biết từ sớm hả? Dạ phải. Lần này thì đã bắt con chuột vào hũ gạo rồi. Hèn chi, đã mua hết gạo độc về, thì ra là cha con đồng lòng cùng nhau kiếm ăn hả? Ủa, lão già thương người như vậy mà gửi đi binh cho người ngoài? Tôi không có. Lúc tôi đi mua gạo thì không biết hắn là cha của tôi. Lão già, con có thể bảo đảm anh Thuận không cấu kết với người ngoài để gặp cô Phú Hương đâu. Nhưng người này không phải là người ngoài, là cha ruột của hắn. Hơn nữa có mối thù sâu nặng, lần này trở về rõ ràng là muốn đối phó với cửa phố Hương. Đâu những lần vậy mà còn dẫn luôn cái đám quân phiệt về, thiệt là phải mang ơn nhiều đó. Bây giờ chỉ là các người nghĩ như vậy thôi, các người không có chứng cứ đâu có thể nói là Á Thuận cấu kết với cha của nó. Tôi tin là anh Thuận không phải thứ dân này. Thuận à, bây giờ chuyện này đã có liên hệ tới sự an nguy của cửa phố Hương và nhà họ Cổ đó. Có chút chuyện con muốn nói riêng với nghĩa phụ. Con muốn cùng với mẹ rời khỏi nơi này. Lý do? Bây giờ hắn trở về nhất định là muốn đối phó với xưởng rượu. Nếu như con ở lại đây, người ta sẽ nghi ngờ tới con. Thuận à, ta muốn hỏi con một câu. Con còn coi ta như là nghĩa phụ của con không? Dạ có, vĩnh viễn là như vậy. Cha vĩnh viễn là nghĩa phụ của con. Ta tin rằng ta không nhìn lầm người. Ta cũng tin rằng
con không có cấu kết với cha của con để đối phó với ta. Nhưng mà bây giờ xuống rượu thiệt là nội ưu ngoại hoạn, đang rất cần có người để chủ trì đại cuộc. Nè, cha của con đã làm bao nhiêu công phu, nếu bây giờ con bỏ đi là đã trúng kế gian của ổng rồi. Nếu như con không đi, họ nhất định sẽ bàn tán. Huống chi con thì không muốn nghĩa phụ có xử. Cậu hãy yên lòng đi. Đường dài biết sức ngựa, ở lâu biết lòng người. Cậu á, nghĩa phụ không có lo lắng. Nhưng đột nhiên cha cậu trở về, rồi má cậu sao đây? Chồng của bà là người bà xấu, con bà là nội gian. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ cha của mày đã báo hại tới xưởng rượu đó, còn hỏi tao cái gì? Xưởng rượu của thế gian như ngươi á thì mới bị báo hại thôi. Mày nói gì? Nói gì? Tao thì đã nhịn mày rồi, bán rẻ xưởng rượu còn phách lối hả? Được, đập đó. Dạ, chết mày. Thì coi giống cái gì đây? Xưởng rượu xảy ra chuyện thì mặc kệ, lại dẫn cái đám người tới đây để gây chuyện. Tới dạy đời tôi hả? Cha có nói là kẻ thù của xưởng rượu, tôi làm gì có lỗi gì hả? Lão già cũng không nói nửa lời nghi ngờ tới hắn, chừng nào mới tới phiên cậu. Các người hãy nghe đây, nhà họ Cổ có lão già tin hắn, ở xưởng rượu ta là đương gia, ta tin hắn. Ai dám gây chuyện ta sẽ đuổi đi ngay, ai cũng không ngoại lệ. Em biết anh giận cha của anh, sao phải hại cụ Phú Hương? Nhưng anh cũng phải thông cảm cho ổng chứ. Bao nhiêu năm nay ổng ở bên ngoài, chắc cũng đã chịu nhiều khổ đau lắm rồi. Hồi nhỏ mọi người đều kêu tôi là con quan, tôi vốn không để trong bụng. Nhưng mẹ của tôi mỗi ngày đứng ở đầu làng để mà chờ hắn trở về, chờ hoài cũng không thấy về. Bây giờ chờ được rồi, hắn về không phải để chăm sóc cho mẹ, mà lại về để trả thù. Chỉ biết trả thù, trả thù, trả thù, trả thù. Đừng, coi anh kìa, bị chém hốc rồi, chảy máu mà cũng không biết đau nữa. Em biết anh thì khó nhìn mặt cha nuôi của anh, nhưng cha của anh là cha của anh, còn anh là anh, không lẽ ông làm lỗi thì bắt anh phải gánh hay sao? Anh nhớ kỹ, dù có xảy ra chuyện gì cũng có em ở bên cạnh anh. Bà thường đang châu chấu hả? Phải. Có đẹp không? Hả? Đẹp. Có phải thiệt không? Tuy là đã đang đẹp hơn lần trước, vậy mà ta cứ thấy là đang không đẹp như là Phúc hơn. Bà vẫn nhớ tới hắn hả? Tặng một con cho người nhà, ông chủ. Cảm ơn. Hey, ông tới đây làm gì đây? Phúc Hân, người hãy đi đi ông chủ. Phúc Hân tới kiếm ông để trả thù đó. Hai người tránh sang một bên. Cổ Thế Lâu, người cũng thiệt tiêu vào thoải mái. Nhưng mà chuyện tới ngày hôm nay, người sẽ không còn được hưởng bao lâu nữa. Người muốn kiếm ta trả thù thôi.
không có mắc mớ tới cửu phố Hương mà. Hôm xưa là người ép ta tới đường cùng, khiến ta giống như con chó nhà tan phải chạy qua Nam Dương. Ta chưa hề có được một ngày nào được tốt lành hết. Ta đâu có thề rồi. Ta nhất định bắt ngươi phải đền lại cho ta gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Ngươi phải làm sao mới chịu rút tay đây? Phải quỳ xuống xin lỗi với ta. Ông đừng có ép ông chủ mà. Bà còn binh vực cho hắn. Ông đã thề thảm lắm rồi. Thảm? Có thảm bằng ta bấy nhiêu năm không đây? Chịu bao gian khổ, còn hắn thì tận hưởng vinh hoa phú quý. Tại sao ông trời bất công như vậy? Người có nghe không đây? Ta biểu người quỳ xuống. Quỳ xuống. Buông tay. Buông tay. Mắc dịch. Mày bên chân người ngoài đối phó ta hả? Phước Hưng, chuyện năm xưa ta có lỗi với người thì để một mình ta gánh lấy đi, đừng liên lụy tới thế hệ sau. Nếu ta khấu đầu cho người mà ngươi chịu rút tay thì được rồi. Nghĩa phụ, đừng nha, đừng có quỳ, đừng có quỳ. Thường à, đây là ân oán riêng giữa ta và cha của cậu, để ta tự giải quyết đi. Không được, con không cho cha quỳ. Cha không thể quỳ, không thể quỳ đâu. Trải qua bao nhiêu chuyện rồi, có nhiều chuyện không thể chấp nhất như vậy được. Không được, con không cho cha quỳ. Đừng nha, đừng quỳ mà. Đừng nha, đừng quỳ, đừng nha, đừng quỳ mà. Đừng quỳ, đừng quỳ, đừng quỳ, đừng quỳ. Được, chỉ cần rút tay, muốn tôi làm gì cũng được. Được. Trong thâm tâm của mày chỉ có Cổ Thế Long thôi, vốn không có ta tồn tại. Kể từ ngày hôm nay, ta và mày sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn tình cha con nữa. Đừng nhớ. Người nhớ được có bị cái gì nha? Ta sẽ đích thân tới trả thù. Thuận à, Thuận à. Sau một ngày, một ngày qua sau, dần dần biến đổi. Cho tôi chén rượu uống vào, ôm chặt đầu, thành điều Vì sao mà mong kiến gió thiên y luyện xâm thùng qua niềm yêu hồi thao Rồi nấy vui hào Vì sao mà chế mong nên chỉ bất xế đắc địch đâu yêu phong sâu Chỉ trời hoàn mê trời chỉ gắn sàn trời Chỉ nấy xí xơi Chế mạng kỳ sân hồ bất chỗ cao Đàn cơ bất cảm trải hồi hà Chỉ trời hoàn mê trời chỉ gắn sàn trời